Thưa quý vị, làm thế nào để sắp xếp được các đơn vị công lập một cách hiệu quả? Việc hợp nhất 3 văn phòng liệu có phù hợp với tình hình ở các địa phương là những vấn đề được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 diễn ra vào hôm qua 7 tháng 11. Cho rằng xu thế tiến bộ chung là một giáo viên dạy nhiều học sinh, một bác sĩ chữa phục vụ nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên đại biểu cho rằng, đối với ở nước ta, điều này vẫn còn bất cập khó khăn. Đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần làm rõ vấn đề này. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và trình là cho Bộ Chính trị đã có cái kết luận 9028. Bước đầu thì chúng ta giải quyết được 19 tỉnh, là trong đó có 14 tỉnh di cư tập trung ở 5 tỉnh Tây Nguyên và 14 tỉnh ở các tỉnh thành phố lớn có khu vực tập trung. Thì giải quyết cho giáo viên mầm non mà có hợp đồng trước ngày 30 tháng 10 năm 2015 theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 20.300 người. Và giải quyết cái đợt 1 cho mầm non này thì xin báo cáo với các vị đại biểu là trong tháng 8 Bộ Nội vụ đã phân hết cho các tỉnh 14-19 tỉnh này rồi. Để giải quyết vấn đề thứ hai tiếp tục thì theo yêu cầu của Chính phủ thì chúng tôi đã thông báo cho 63 tỉnh thành thống kê lại tất cả lực lượng giáo viên còn thiếu và kể cả lực lượng y tế trong các cơ sở điều trị từ tuyến tỉnh cho xuống để báo cáo thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị là có người học thì phải có giáo viên đứng lớp, có người bệnh là phải có y tế để chăm sóc. Một số đại biểu cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần làm rõ các điều kiện xét nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay khi có quá nhiều các điều kiện văn bằng chứng chỉ đi kèm. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này. Một cái quyết định mà để 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà. Và chúng tôi cam kết tại với Quốc hội là năm 2020 sau khi luật cán bộ công chức sửa đổi chúng tôi sẽ sửa ngay đến này. Và chúng tôi sẽ thực hiện cái quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức là theo đúng quy định của Đảng, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào nữa. Còn vấn đề kiểm soát thì chúng ta có nhiều cách. Tin học ngoại ngữ là bây giờ phải thi trên máy tính. Bài làm sát hạch bằng tiếng Anh không cần phải có văn bằng gì cả. Sắp tới là chúng tôi sẽ làm cái phương pháp này để không bớt đi, loại bớt đi. Thủ tục hành chính, xin thưa các đồng chí, nó quá nhiều mà chúng ta làm cái hậu kiểm là chính. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, vấn đề biên chế công chức tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, cả nước có gần 254.000 biên chế, tính cả số dự phòng năm 2020, giảm được 8,7% so với số biên chế được giao năm 2015. Vấn đề nan giải trong tinh giản biên chế vẫn nằm ở khối các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là biên chế ngành giáo dục, y tế. Vì thực tế, biên chế viên chức các ngành này chưa đáp ứng được yêu cầu công tác, nhưng ký hợp đồng tuyển thêm thì lại trái với quy định pháp luật. Con số chính thức, từ năm 2015 đến nay, khu vực này mới tinh giản được 40.500 người.